Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Quan hệ trả nợ, tập 44. Hứa, đi đâu? Thành phố này có một hạng mục tham quan rất đặc sắc. Đi thôi. Thế này là lên tàu sao? Đúng vậy, mình có thể ngắm cảnh sông về đêm trên thuyền. Sáng mai sẽ quay về chỗ cũ. Tối nay qua đêm ở đây đi. Đi mua vé nào. Cạch. Chú không dám nhìn con à? Ban nãy trong xe tối quá, chú lại không ngại ngần gì cả. Bây giờ sáng trưng rồi, đừng nói là bắt đầu tỉnh táo rồi nhé. Thế này có đỡ hơn chút nào chưa? À, ừ. Từ nhỏ tới lớn, con luôn nghĩ về chú. Mỗi khi tự thẩm, mỗi lần nghĩ đến việc tương lai chú sẽ ở bên một người khác, có được tình yêu, con đều không cách nào tiếp tục được. Cảm giác ấy cô quạnh biết bao. Vớ vẩn. Ngày mai chúng ta cùng nhau xuống thuyền. Nếu như giữa chúng tôi không có quan hệ trả nợ, sự nghiệp vẫn sẽ kết nối tôi và Hoàng Nguyệt lại với nhau, để chúng tôi nhìn thấy và thu hút lẫn nhau. Đây không phải là sự nương tựa lẫn nhau giữa những người đồng bệnh. Đây là kết quả tất yếu. Phản bội tình thân là kết quả tất yếu của chúng tôi. Tách tách, tách tách, tách tách. Hoàng Nguyệt, chú, con ở đây. Tỉnh lại đi, chú gặp ác mộng rồi. Mơ thấy chuyện gì đáng sợ à? Không sao đâu. Hoàng Nguyệt, chỉ cần tao không cho phép, không ai có thể động đến mày. Chú đừng đặt nặng áp lực như vậy. Con sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ chú. Nếu như gánh chịu chỉ trích cũng là tất yếu, vậy thì không việc gì phải lùi lại nữa. Cắt. Diễn viên nghỉ ngơi một lát, đổi bối cảnh. Đàn chị này, chắc kinh nghiệm yêu đương của chị dày dặn hơn tôi nhiều nhỉ.